tiền bạn sinh nhật mà mẹ đặt cho trước rồi nên giờ chị về lấy cho cả nhà. Mấy tuổi rồi? Em mấy tuổi rồi? Một tuổi là hở máu rồi là. Mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho luôn rồi luôn ơi, tại đây này. Đây là mùa sinh nhật của mẹ bỏ đi xuống cũng thời tiết cũng hơi buồn cả nhà, trời rất là chiều rồi nha, trời không được nặng nên hôm nay là đúng một tuổi của lũ cả nhà, đây là số một. Không phải kẹo đâu, không phải kẹo đâu nè. Đây là số một cả nhà, mà hôm nay ngoài trời nên không có thể thắp nến được nên mẹ chị ra mẹ thắp. Sao lâu quá, sao lâu chỗ mẹ mày mẹ tổ chức đụng trong một tuổi à. Này cắt này, hai mẹ con này cắt này. Cắt cái mẹ anh sinh nhật nè, cắt nè. Xăng luôn mới cắt mà.
tè. Ôi tôi chán chung quá. Ăn xong rồi ham chưa? Dịch cái mũi con luôn cả nhà. Mẹ đây mày gỡ. Lu mắc cái mũi phải chiều cả nhà. À đây mày gỡ. À, trời mắt. Nữa không? Ha ha.
biểu hả? Nó biểu ở trong đây hả? Nó biểu ở trong đây hả? Nó biểu ở trong đây hả? Đây đâu hả? Mấy mẹ coi. Đây cái hộp mà. Đâu có ăn được đâu. Lu nhà cả hộp cả nhà. Cái này là có hộp á. Đâu ăn được. Đâu ăn hộp được. Đâu ăn hộp được. Ở đây trong này chúng nó có một hộp nàng.